Xin mời các bạn đến với sân bóng chuyền hơi cầu xe để thể dục buổi sáng với chúng tôi nhé. Đó là cái quần nó hơi vang rồi chị ạ. Ra ra. Quay đây.
coi. Nó lên pin yếu nó dừng lại. À ừ, lên trên đi. Có được một xét này để mình thay điện thoại. Vất vẹn đi đúng không? Trời ơi, thế ai chơi? Có cái xét này điện thoại không? Không, vẫn ngon mà. Tôi chỉ báo. Cấm không được thằng nào đập vào điện thoại. Đập tao chun.